Thưa quý vị, như tin đã đưa, trong chương trình thời sự trưa nay, hôm nay đã diễn ra hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Hội nghị đã thảo luận thông qua những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được Ban thường vụ tỉnh ủy trình tại hội nghị này. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ tỉnh. Các nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Đồng thời liên hệ với các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các báo cáo để làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị địa phương đối với các hạn chế. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết quan trọng, là cơ sở để xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.